tin chi tiết. vui khi được gặp lại quý khán thính giả trên kênh HTD News. Lo sợ bị Mỹ trừng phạt, các đồng minh bắt đầu bỏ rơi Nga. Nga đang bị các đồng minh chủ chốt bỏ rơi trong bối cảnh Mỹ thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả cuộc chiến ở Ukraine. Những động thái gần đây của một số đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bao gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ấn Độ cho thấy họ đang trở nên thận trọng hơn trước các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Một số ngân hàng lớn ở Trung Quốc đã ngừng chấp nhận thanh toán từ các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt, đồng thời các ngân hàng ở Armenia và Kyrgyzstan không còn chấp thuận thể sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga, giải pháp thay thế Visa và Mastercard của Moscow sau khi họ đình chỉ hoạt động tại quốc gia này, cuộc chiến tại Ukraine. Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Kyrgyzstan và Kazakhstan mới đây cũng đã đình chỉ quan hệ tài chính và ngừng chấp nhận thẻ thanh toán Mir của Nga. Mir là giải pháp thay thế khi các hệ thống thanh toán quốc tế Visa và Mastercard ngừng hoạt động tại Nga. Ấn Độ, từng là khách hàng mua dầu hàng đầu của Nga, được cho là đã ngừng thanh toán dầu thô cao cấp của Nga, trong khi đó các công ty dầu mỏ của Nga đang phải đối mặt với sự chậm trễ lên tới vài tháng trong việc thanh toán dầu thô và nhiên liệu do các ngân hàng ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu phương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE lo ngại sự trả đũa từ Mỹ. Reuters đưa tin vào hôm 27 tháng 3. Thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga cũng đang gặp khó khăn vì các lệnh trừng phạt của phương Tây, ảnh hưởng đến tuyến đường cung cấp quan trọng cho Moscow và một tuyến đường mà Mỹ và Liên minh châu Âu cho rằng đã thúc đẩy cuộc chiến của họ ở Ukraine hai nguồn tin cho biết tại uae các ngân hàng first adu Dhabi bank fab và ngân hàng hồi giáo dubai dib đã đình chỉ một số tài khoản liên quan đến giao dịch hàng hóa của nga bốn nguồn tin khác thì cho biết ngân hàng masres của uae zirat và, và kipbank của thổ nhĩ kỳ cũng như các ngân hàng của trung quốc là icbc và bank of china vẫn đang xử lý các khoản giao dịch nhưng việc này kéo dài hàng tuần thậm chí là hàng tháng. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các quốc gia này đã duy trì mối quan hệ với Nga trong suốt cuộc chiến và Moscow ngày càng quay sang họ để giúp nước này vượt qua các lệnh trừng phạt hiện có. Trong khi đó, nhóm 7 nước công nghiệp tiên tiến EU và Australia áp đặt giá trần giá 60 đô la Mỹ một thùng dầu Nga và cấm các công ty bảo hiểm vận chuyển dầu đường biển của Nga nếu vượt mức giá này. Ukraine sắp nhận được máy bay không người lái tầm xa, có khả năng bay 2.500 km tấn công lãnh thổ Nga. Quý vị thân mến, đến cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận được máy bay không người lái có khả năng bay 2.500 km từ 10 nhà sản xuất khác nhau. Những chiếc UAV này sẽ có thể tiếp cận mục tiêu ngay cả ở khu vực Bắc Cực và Uran. Ngoài ra, họ còn phát triển máy bay không người lái Sokol 3000 có khả năng bay tới 3.300 km theo tính toán, những máy bay không người lái như vậy sẽ có thể tấn công ngay cả các căn cứ quân sự ở khu vực Merman, nơi tập trung khoảng 80 mục tiêu của Nga, bao gồm cả sân bay Olenza, nơi xuất phát những máy bay ném bom vào Ukraine. Quân Nga lặp lại sai lầm chí mạng, Shoigu tự tay dân chiến thắng cho Ukraine Thưa quý vị, giới chuyên gia phương Tây nhận định, trận đánh gần đây của Nga ở Donetsk cho thấy Moscow có thể đang lặp lại sai lầm từng mắc phải vào năm ngoái trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Ukraine. Theo Newsweek, Ukraine gần đây tuyên bố đã chặn đứng các cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe tăng thiết giáp của Nga ở khu vực xung quanh Adipka, mặt trận Donbass. Giới quan sát nhận định, Diễn biến này cho thấy Nga dường như lặp lại sai lầm ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, kéo dài hơn 2 năm qua. Dù Moscow đã chiếm thêm lãnh thổ thời gian gần đây. Thưa quý vị, hồi đầu tuần thì Ukraine đăng tải hình ảnh mà họ mô tả là cuộc tấn công lớn nhất bằng xe tăng của Nga trong 25 tháng kể từ khi cuộc xung đột bùng phát. Tổng cộng thì Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 36 xe tăng và 12 xe thiết giáp từ trung đoàn xe tăng số 6 của quân đội Nga trong cuộc tấn công. Lữ đoàn xung kích đường không số 25 cho biết Nga mất 16 xe tăng và thiết giáp, tương đương với 1 phần 3 số xe. Nga chưa bình luận về thông tin này. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đã mô tả cuộc tập kích của Nga xung quanh Tonenke là cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô cấp tiểu đoàn đầu tiên của Moscow kể từ